Thưa quý vị, từ tháng 3 năm 2016, giới trẻ Việt Nam rầm rộ chia sẻ trào lưu nói là làm trên mạng xã hội. Sự việc sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như đây là những hành vi lành mạnh, vì mục đích xã hội tích cực. Nhưng trên thực tế hiện nay lại xảy ra quá nhiều biến tướng từ trào lưu này và gây ra hậu quả khôn lường. Gần đây nhất, vào ngày 9 tháng 10, dư luận xã hội bức xúc vì vụ việc một bạn nữ ở Khánh Hòa tưới xăng rồi châm lửa phóng hỏa phòng y tế của trường trung học cơ sở Phạm Ngũ Lão, Khánh Hòa. Hành động này xuất phát từ dòng chia sẻ trên Facebook của cá nhân, nếu đủ 1.000 like sẽ châm lửa đốt trường. Sự việc này đã khiến cho cô bé bị bỏng nặng ở hai chân. Không chỉ vậy, vụ việc còn gây ra sự phẫn nộ trong xã hội nói chung. Thì à, những cái hành động sống ảo của giới trẻ hiện nay à, và cái bạn ý vẫn còn suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn ấy ạ. Chưa nghĩ đến hậu quả của việc mình làm sau này. Đây là cái hành động rất là tiêu cực, bởi vì đây chỉ là hành động mà hiện nay cái phát trào lưu sống ảo nó rất là thịnh hành trên cái mạng xã hội Facebook, thì nó rất là gây ảnh hưởng đến tâm lý của những người xem, cũng như là những hành động mà nếu mà các bạn có làm thật sự thì nó cũng rất ảnh hưởng đến rất là nhiều người xung quanh. Diễn biến tương tự trong một vụ việc khác, vào ngày 21 tháng 9, một thanh niên đã tự thiêu mình tại chân cầu Tân Hóa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh sau khi đạt được 40.000 like trên Facebook. Có thể nói, những vụ việc như thế này đang gia tăng ngày càng nhiều. Những lời nói trên mạng xã hội tưởng rằng là thế giới ảo nhưng đã biến thành hành động thật từ lúc nào không hay. Nghiêm trọng hơn, những sự việc này lại được bộ phận giới trẻ đồng thuận và cổ vũ. Thì em nghĩ là mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng về những cái như thế ạ. Nhưng mà để xảy ra cái việc phản cảm như là câu like là, hay là những cái mà quá là phản cảm, thì em nghĩ là nó là do suy nghĩ cũng như là do cái mà tác động của những người bên ngoài vào đến cái nhân vật đấy ạ. Theo phong trào, nhưng mà cũng phải biết lựa chọn cái phong trào là tốt, phong trào là xấu. Thì em nghĩ là bạn ấy cũng không quá bé để không nhận thức được cái sự việc như thế mà. Có thể nói khi công nghệ thông tin, mạng Internet phát triển, sự ra đời của mạng xã hội như Facebook, Twitter mang lại cho người sử dụng không ít lợi ích như cách thức giao tiếp dễ dàng hơn, cập nhật tin tức nhanh chóng, kết nối bạn bè trên toàn cầu. Nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, nếu không biết cách ứng xử với mạng xã hội sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Đó vẫn là cái câu chuyện về sự ngộ nhận, cái sự khẳng định mình, rồi những cái xu hướng tìm kiếm, những cái ứng xử, những dạng thức hoạt động khác đời, khác mình, cốt để nổi tiếng. Và thêm nữa cái quan trọng đó là sự azure của cái cộng đồng cư dân mạng thuộc giới trẻ, như trên kia chúng ta đã nói. Nhưng sau hết, đằng sau tất cả những chiều cạnh đó, tôi cho rằng là đấy là những cái sự lệch lạc về mặt giá trị sống. Đằng sau câu chuyện câu like phản cảm gây sốc trên Facebook cho thấy mạng xã hội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong khi đó nhiều bạn trẻ lại chưa được trang bị những kỹ năng để có thể ứng xử một cách an toàn và có văn hóa ở thế giới ảo. Ở đây cũng biểu lộ tâm lý thích được nổi tiếng trên mạng của các bạn trẻ. Chính cái sự lan truyền rất nhanh của mạng xã hội và cái sự có thể nói là cái tâm lý nhóm và nhóm ảo ở trên mạng xã hội, nó tác động rất lớn đối với thanh niên. Mà thanh niên đặc biệt là ở cái tuổi mà các bạn mới lớn, cái nhận thức nó chưa thật chín chắn, thật đầy đủ. Theo các chuyên gia, trào lưu, câu like để thách thức, khẳng định bản thân, nếu không có cách ngăn chặn sẽ tạo nên một làn sóng cực kỳ đáng báo động, làm lệch lạc giá trị sống và nhân cách của giới trẻ. Đã đến lúc cần có những biện pháp chế tài đủ mạnh để người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm với từng lần nhấn nút like, share hoặc comment. Chỉ như vậy thì mới mong chấm dứt được những trò gây sốc vô bổ, những trào lưu đang hủy hoại giới trẻ kiểu như đủ like là làm. Anh Lê Văn Hải xuất thân trong một gia đình trồng sâu hoa truyền thống nổi tiếng ở làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Từ nhỏ, anh đã nuôi khát vọng vươn lên làm giàu bằng chính nghề truyền thống của gia đình. Khi nhắc đến anh, bà con nông dân ở làng hoa Thái Phiên đều cảm